chào ban giám khảo, thầy cô và các bạn. Mình tên là Ngân Thảo. Nhóm của bọn mình có 3 người, gồm mình, bạn Kim Ngân và bạn Thiện Quý. Nhóm của bọn mình đến từ trường Đại học Văn Lang, khoa Tài chính Kế toán. Mặc dù là một sinh viên khoa Tài chính Kế toán, nhưng mình có một niềm đam mê đối với ẩm thực, cho nên mình rất mong muốn có thể mở được một nhà hàng để có thể tự tay nấu những món ăn mà mình thích và gửi gắm đến cho mọi người. Dự án của nhóm mình là mở một nhà hàng kinh doanh với các món ăn được làm từ nguyên liệu chính là các loài hoa, qua đó truyền bá văn hóa, nét văn hóa ẩm thực và phát triển nền du lịch Việt Nam. Lý do nhóm mình chọn hoa làm nguyên liệu chính là tại vì các loại thực phẩm được chế biến từ hoa có nguồn gốc từ thiên nhiên với đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, thông qua ẩm thực có thể truyền bá nền văn hóa dân tộc và bản sắc, góp phần thu hút du lịch. Đây là điểm độc đáo và cũng là sáng tạo của dự án khi mở một nhà hàng kinh doanh các món ăn được làm từ các nguyên liệu chính là các loài hoa. Để thực hiện dự án này thì nhà hàng tụi mình có các đối tác chính là siêu thị thiên nhiên, gia vị Việt, nông sản Dũng Hà, nhà thuốc y học cổ truyền An Phúc Thái và siêu thị thực phẩm nhanh. Các hoạt động chính của nhà hàng là cung cấp các thực phẩm chế biến từ nguyên liệu chính là các loài hoa mang lại giá trị dinh dưỡng cao và giá cả hợp lý. Nhà hàng của tụi mình cung cấp các món bao gồm như món khai vị, món chính, các món bánh và các loại trà được làm từ các nguyên liệu từ hoa như hoa ban, hoa sâm đốc, hoa hồng, hoa cúc v.v. Đối tượng khách hàng chính của nhà hàng là gồm người dân sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và các khách du lịch tới thành phố Hồ Chí Minh tham quan. Để triển khai dự án này, nhóm chúng mình gồm có 3 nguồn lực, bao gồm vốn gốc chủ sở hữu và vốn vay từ ngân hàng, cơ sở vật chất và thiết bị và nguồn lực từ 3 thành viên góp vốn và 19 nhân viên. Để đánh giá nhu cầu thị trường, chúng mình đã khảo sát trên 620 khách hàng và sau cuộc khảo sát thì chúng mình nhận thấy có nhiều khách hàng đồng ý lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc từ hoa và sử dụng chúng. Để đánh giá tính khả thi của dự án về tài chính, nhóm thực hiện phân tích các chỉ tiêu tài chính, trong đó cấu trúc tài chính bao gồm chi phí đầu tư ban đầu, các định phí và biến phí. Kết quả phân tích dòng tiền cho thấy thời gian hoàn vốn là 3 năm rưỡi và tỷ suất sinh lời là 33%. Như vậy là dự án có tính khả thi cao và rất đáng để đầu tư và thực hiện.